Khách Ấn Độ nói Việt Nam sạch và đẹp hơn Ấn Độ nhiều, ở Việt Nam vô cùng an toàn và vui vẻ. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Jogger. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây, sự kiện gây chú ý nhất là một đoàn du khách Ấn Độ 4.500 người đã đến Việt Nam du lịch. Họ bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam ta. Họ không chỉ khen ngợi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn nhấn mạnh rằng Việt Nam sạch sẽ và an toàn hơn rất nhiều so với quê nhà của họ. Thế nhưng mình lại bỗng xem được trên Quora, một nền tảng nổi tiếng về hỏi đáp của Mỹ, dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa khi một câu hỏi bất ngờ được đặt ra là vì sao Việt Nam bẩn thế? Câu hỏi này ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây ra nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng Việt Nam đầy rác, ô nhiễm và thiếu ý thức vệ sinh, trong khi những người khác thì đã từng đến Việt Nam lại ra sức bảo vệ hình ảnh của đất nước ta, khẳng định rằng Việt Nam đã và đang nỗ lực rất nhiều trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Một số du khách quốc tế, trong đó có không ít người đến từ các nước phát triển, cũng lên tiếng rằng họ ấn tượng trước sự sạch sẽ và quy củ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy Việt Nam có thực sự bẩn như một số người nhận xét? Hay đất nước này đang trên con đường phát triển bền vững và ngày càng sạch đẹp hơn? Hãy cùng Việt Nam Stronger khám phá xem cảnh quan môi trường của Việt Nam ta dưới góc nhìn của người Ấn Độ như thế nào nhé! Một tài khoản có tên Assistant chia sẻ rằng Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng với dân số đông và sự tăng trưởng kinh tế đáng kể. Điều này dẫn đến một số thách thức về môi trường, công nghiệp hóa nhanh, đô thị hóa và sự gia tăng dân số đã gây áp lực lên hệ thống quản lý rác thải, dẫn đến tình trạng rác thải và ô nhiễm ở một số khu vực. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các vấn đề này thông qua các sáng kiến như đầu tư vào cơ sở hạ tầng xử lý rác thải, khuyến khích tái chế và ban hành các quy định về môi trường. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, tình hình đang dần cải thiện theo thời gian khi đất nước tiếp tục phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề môi trường. Một du khách Ấn Độ có tên tài khoản là Narendra Reddy thẳng thắn phản hồi như sau. Là một du khách từ Ấn Độ, tôi đã có chuyến đi đến Việt Nam trong suốt 2 tuần vào tháng 12 năm ngoái. Tôi không thấy gì quá đáng để gọi Việt Nam là bẩn thỉu. Theo tôi, Việt Nam giống như bất kỳ quốc gia đang phát triển nào khác với dân số đông. Nhiều người ở Việt Nam thuộc các nhóm thu nhập thấp và là những người lao động chăm chỉ. Sau cơ hội việc làm tốt hơn ở các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội, nhiều người Việt Nam từ vùng nông thôn đã di cư đến các thành phố này và sống trong điều kiện không tốt ở các khu ổ chuột. Vì sự quá tải giữa diện tích đất và dân số, có nhiều rác thải hơn so với khả năng xử lý của hệ thống thu gom rác. Dù vậy, tôi cảm thấy tình hình ở đây vẫn tốt hơn so với Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh. Những quốc gia cũng gặp vấn đề tương tự do dân số đông, sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm xã hội và đạo đức của người dân. Mặc dù không phải là một quốc gia hoàn toàn dân chủ, người Việt Nam có trách nhiệm xã hội tốt hơn so với các nước ở tiểu lục địa Ấn Độ. Tôi cảm thấy điều này là do sự đồng nhất về ngôn ngữ và sự đoàn kết giữa người dân. Ngược lại thì Việt Nam là một quốc gia xinh đẹp và có thể dễ dàng được coi là thiên đường cho du khách, đặc biệt là những người đi du lịch với ngân sách hạn chế. Chính tôi đã chứng kiến nhiều người phương Tây nói rằng việc du lịch ở Việt Nam còn rẻ hơn việc ngồi ở nhà ở London, Đan Mạch hoặc Mỹ. Ngay cả đối với người Ấn Độ, đây cũng là một trải nghiệm du lịch nước ngoài với chi phí phù hợp theo tiêu chuẩn của Ấn Độ. Tôi nhận thấy rằng nhiều người Việt Nam rất chăm chỉ, đầy tham vọng và các bậc phụ huynh luôn cố gắng mang lại cuộc sống tốt hơn cho con cái của họ. Giống như ở Ấn Độ, các bậc phụ huynh người Việt cũng rất chú trọng đến việc học tiếng Anh, dù tôi thấy điều này có tác động tiêu cực đến văn hóa của họ. Nhưng tôi tin rằng sự phát triển của chủ nghĩa sẽ cải thiện tình trạng sạch sẽ ở Việt Nam và chúng ta có thể mong đợi những thay đổi lớn vào cuối thập kỷ tới. Đừng để việc đọc những bình luận tiêu cực làm thay đổi quyết định đi du lịch Việt Nam của bạn. Ngoài ra, anh chàng có tên là Gopavama thốt lên rằng một điều bất ngờ, tôi vừa trở về từ Đà Nẵng và Bà Nà Hill và những điểm đến này đã vượt xa những tưởng tượng hoang dã của tôi. Các thiết kế theo phong cách Pháp trong các tòa nhà và lối đi rất tuyệt vời, sạch sẽ. Họ đã giữ gìn truyền thống và đồng thời thêm những nét mới. Hệ thống cáp treo mới ở Bà Nà Hill có thể đánh bại bất kỳ hệ thống nào ở Thụy Sĩ. Và họ đã bảo tồn thị trấn trên đồi một cách tuyệt vời. Xin tôn vinh Việt Nam theo những gì tôi đã thấy. Thêm nữa là các du khách khác cũng có những bình luận hết sức tích cực cho rằng Việt Nam không hề bẩn như một số lời đồn thổi. Tôi nghĩ Việt Nam không bẩn như người ta tưởng tượng về một quốc gia đang phát triển. Tôi đã từng đến Hà Nội và Đà Nẵng, cả hai nơi đều đẹp và sạch sẽ. Vợ chồng tôi đã ở Việt Nam trong 4 tuần vào năm 2012. Tại đây không hề bẩn, người dân rất thân thiện, đồ ăn thì ngon tuyệt, các sản phẩm thủ công và nghệ thuật thì xuất sắc. Điều duy nhất chúng tôi không thích là khí hậu và điều đó thì người dân không thể thay đổi được. So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ở cùng mức độ phát triển kinh tế, Việt Nam không hề bẩn. Tôi vừa trở về sau khi đi du lịch các con đường nhỏ ở phía Bắc và phía Đông Hà Nội và cũng đã dành nhiều thời gian ở miền Nam vì công việc và giải trí. Ngoài các khu vực ngoại ô thành phố và những nơi đang phát triển, hầu hết các thị trấn nhỏ đều sạch sẽ và có vẻ như mọi người thực sự nỗ lực để giữ cho nhà cửa và khu phố gọn gàng, ngăn nắp.
Có thể thấy rõ sự suy nghĩ cẩn thận trong quy hoạch đô thị với các cơ sở công cộng, đường cao tốc và khu vực canh tác được sắp xếp rất hợp lý. Không phải nơi nào cũng đẹp đẽ như tranh vẽ, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những địa điểm yêu thích của tôi ở châu Á vì phong cảnh và văn hóa tuyệt vời. Thưa các bạn, Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm đẹp cảnh quan đô thị. Những nỗ lực này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng và các tổ chức xã hội. Trên khắp đất nước, từ các thành phố lớn, các khu du lịch đến những vùng nông thôn xa xôi, các chiến dịch bảo vệ môi trường đã được triển khai mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh, sạch và đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khu vực mà vấn đề vệ sinh môi trường cần phải được thực hiện, đặc biệt là ở những khu dân cư đông đúc. Do mật độ dân số cao và sự phát triển đô thị nhanh chóng, việc quản lý rác thải và duy trì vệ sinh công cộng đôi khi gặp phải khó khăn. Rác thải sinh hoạt vẫn còn tồn đọng ở một số khu vực và ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân vẫn cần được nâng cao. Dù vậy, điều này không làm lu mờ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong việc gìn giữ môi trường, cũng như không thể phủ nhận những cải thiện rõ rệt mà đất nước ta đã và đang thực hiện. Những nỗ lực này đã được ghi nhận và đánh giá cao bởi cộng đồng quốc tế. Một sự kiện đáng chú ý là mới đây, Việt Nam đã đón tiếp đoàn du khách đến từ Ấn Độ với số lượng lên đến 4.500 người. Đây là một trong những đoàn du lịch lớn nhất đến thăm Việt Nam trong thời gian gần đây, và sự kiện này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Các du khách Ấn Độ đã bày tỏ sự ngạc nhiên và ấn tượng không chỉ bởi một Việt Nam phát triển, mà còn trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa phong phú và đặc biệt là môi trường sống trong lành, sạch sẽ cũng như sự đón tiếp chu đáo và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Họ đánh giá cao những con phố ít có rác thải, các khu du lịch được bảo dưỡng tốt và cảm giác an toàn khi du lịch tại đây. Dù vẫn còn những thách thức cần vượt qua, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của cả cộng đồng và chính quyền, Việt Nam đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển bền vững, nơi mà bất kỳ ai đến đây cũng đều cảm thấy an lành và thoải mái. Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục trái tim của nhiều du khách quốc tế hơn nữa trong tương lai. Và những thông tin trên đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.